cái một lý do để tại sao các cha không có ngồi tòa ngay bây giờ để mọi người thanh lại, giống như một cái thời gian để cho chúng ta tĩnh tâm, cũng giống như chủ đề của đêm hôm nay, đó là đêm mưa lạnh. Con xin mời mọi người chúng ta vẫn tiếp tục tiến lên ngồi gần gũi nhau cho thật ấm áp, bởi vì con mở máy lạnh nên lạnh lắm đó, nên ngồi phải gần nhau một tí. Điểm đặc biệt ngày hôm nay đó là có mấy cha sẽ có tiếng hát của mình để cùng với cộng đoàn chúng ta suy niệm. Và trong cái tinh thần suy niệm đó thì dù cho mấy cha có hay cỡ nào nữa, hay hơn cha Hùng gấp mấy, gấp 10 lần gì nữa thì cũng được vỗ tay nha. Cái đó không phải chỉ cho mấy cha mà tất cả các tiết mục mà chúng ta có trong chương trình này, con xin mời mọi người có biết rằng ca đoàn chúng ta hát rất là hay, nó gọi là xuất chúng đó. Nhưng mà đó là một tinh thần buổi cầu nguyện, thì con xin mời mọi người chúng ta thinh lặng lắng nghe và cầu nguyện và chuẩn bị tâm hồn chúng ta đón mừng, chuẩn bị tâm hồn chúng ta chuẩn bị vào xưng tội với vị cha giả tội. Thì đây con xin mời mọi cộng đoàn chúng ta đứng lên để chúng ta xin Chúa Thánh Thần xuống soi sáng chúng ta trong giờ cầu nguyện hôm nay. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Chúng ta cùng ý cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu nhân từ, Chúa đã dẫn dắt chúng con đi trong mùa chay này, gần hết chặng đường 40 ngày chay thánh. Có những lúc lỗi lầm, có những lúc thờ ơ mà chúng con không bước theo Chúa, hoặc lạc đường, mất lối. Giờ đây, lạy Chúa, qua đêm diễn nguyện này, xin Chúa hãy đến, hãy sai Thánh Thần của Chúa đến, giúp chúng con lắng động tâm hồn, giúp chúng con xét lại mình trong những thời gian vừa qua mà chúng con đã lỗi phạm. Giờ đây, Chúa hãy đến, hãy giúp chúng con cất cao tiếng hát, lắng nghe lời của Chúa và đưa chúng con đến gần Chúa hơn, để chúng con sẵn sàng bước theo Chúa, chuẩn bị tâm hồn với Chúa vào tuần thánh, và đặc biệt dấn thân để rồi được sống lại với Chúa trong ngày đại lễ Chúa phục sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Con xin mời cùng bạn ngồi. Con không phải là MC, con chỉ là người nói gọi như là tạm thời. Nhưng mà con được xin được thay mặt cộng đoàn cảm ơn quý cha đã đến với chúng con trong đêm diễn nguyện đặc biệt tối ngày hôm nay, diễn nguyện thánh ca mùa chay. Trước tiên con xin được giới thiệu vị cha đã yêu thương cộng đoàn chúng ta đến để rồi cùng với cộng đoàn chúng ta suy niệm, và cũng đặc biệt đó là sẽ ban bí tích hòa giải cho chúng ta. Vị cha đầu tiên con xin được giới thiệu đó là cha Anton Vũ Đình Minh, đến từ tổng giáo phận Louisville. Vị cha thân thương kế đến mà cũng vì yêu thương đã đến đây với cộng đoàn của chúng ta, và rồi ngài sẽ ở lại một chút xíu thôi để rồi ban ơn giải tội cho chúng ta, đó là cha Phaolô Phạm Đình Lợi của giáo phận. Và đồng hành xuyên suốt cuộc diễn nguyện tối nay của chúng ta có một người chị, một người MC đến từ Việt Nam, đó là chị MC Phương Hoan. Xin mời chị. Xin chị cảm ơn lời với cộng đoàn. Kính thưa quý cha, kính thưa quý cộng đoàn, con là MC Phương Loan. Hôm nay có một cái duyên lành rất lớn từ Việt Nam qua và được góp mặt trong đêm thánh ca suy niệm mùa chay với chủ đề lặng, mục đích là giúp chúng ta sẵn sàng tâm hồn để bước vào tuần thánh và đại lễ phục sinh. Thật là vinh dự ạ.
Cảm ơn chị Phương Lan rất là nhiều. Chị sẽ quay lại với chúng ta thật nhiều lần. Nhưng trước tiên sẽ là những gương mặt thân quen của chúng ta đến từ Liên Ca Đoàn Vinh Sơn và Ca Đoàn Cecilia đến với chúng ta với nhạc phẩm đầu tiên là Làm Dấu. Mọi người đã nghe qua chuyện việc chúng ta làm dấu, và chúng ta làm ấy rất bình thường, rất thường xuyên. Nhưng chúng ta có hiểu được những ngôn từ, những cử chỉ mà chúng ta làm rất dễ dàng để chúng ta dùng nó là một cử chỉ để tuyên xưng đức tin. Tuy nhiên, khi chúng ta sống với người đời, người thường ở ngoài đời, không phải toàn là Công giáo, chúng ta có dám tuyên xưng đức tin đó hay không? Chúng ta có nói với mọi người biết rằng khi tôi làm dấu thì tôi là một người Công giáo hay không? Hay bởi vì ngài, bởi vì trở nên giống mọi người mà chúng ta quên đi? Thôi, có một cái cử chỉ làm dấu nhỏ thôi mà, không sao đâu. Để rồi từ một cái nhỏ bỏ qua đó mà chúng ta bỏ đi biết bao nhiêu cơ hội rất là lớn mà Thiên Chúa mời gọi chúng ta làm chứng cho Chúa. Giờ đây chúng ta hãy cùng qua ngôn từ của bài Làm Dấu để chúng ta suy niệm về việc nhỏ nhỏ của chúng ta, đó là làm dấu thánh.
Nói về hai cái trạng thái sám, hai cái cách thức sám hối khác nhau. Nó không phải là câu chuyện của hai con người được tin mừng không, mà đó là câu chuyện của một người chúng ta. Con nhớ đến cái cô nhạc ca nhạc sĩ Lê Can Trọng Lý trong cái bài Nhiều Người Ôm Giấc Mơ. Cô có một cái câu rất là hay. Câu nó như thế này: thời thì ai cũng khen mình hay, mà rồi thì em cũng nghĩ rằng mình hơn. Có lẽ cái cám dỗ của chúng ta nghĩ mình hơn và xét đoán người khác là một trong những cám dỗ mà gần như tất cả chúng ta đều mắc phải hàng ngày. Một cái thói quen rất dễ tập nhưng lại không dễ bỏ chút nào. Hôm nay chúng ta có mặt ở đây với tâm tình sám hối để chuẩn bị tâm hồn cho Tuần Thánh và Đại lễ Phục sinh. Cách thức nào đó Chúa đang mời gọi mỗi người chúng ta đặt mình khiêm nhường trước mặt Chúa. Bởi lẽ khi chúng ta xét đoán người khác là chính chúng ta đang tự cho mình là người công chính, tự cho mình là tiêu chuẩn. Và chúng ta quên rằng đức công chính thực sự, đấng công chính thực sự chỉ là Thiên Chúa mà thôi. Tất cả chúng ta đều là thủ tạo. Vậy khi chúng ta đặt mình trước mặt Chúa giờ phút này, con xin mời gọi cái cộng đoàn chúng ta lắng mình để cho ánh sáng chân lý của Chúa rọi vào chúng ta, từng chân kẽ tơ kẽ tóc của chúng ta, để chúng ta thấy con người mình cho thật rõ, để chúng ta có một thái độ khiêm nhường cho thật sâu. Và hãy cùng với ca đoàn lắng mình vào trong ca khúc sám hối. Mặt trời vẫn sáng soi cho hai thân phận, dù là phía cuối nơi sâu vực sâu, mặt trời vẫn sáng soi cho hai tâm hồn, dù nơi trọn vẹn cao xanh, thái dương tình dân bao dung từ vô tận đến. Mặt trời
Trong bài hát Sám Hối, sáng tác của Quang Uy và Tín Lộc. Bài hát kế tiếp, trân trọng kính mời cha Phạm Lợi lên chia sẻ về bài thánh ca tiếp theo. Quý cộng đoàn thân mến, Thánh Phaolô từng nói, điều thiện, điều lành tôi muốn làm thì tôi không làm. Điều dữ, điều xấu tôi không muốn làm thì tôi lại làm. Thật vậy, từ tận sâu thẳm tâm hồn của mỗi người chúng ta, tất cả chúng ta đều muốn sống vì tha, bác ái và tốt lành. Ấy vậy mà, bản tính con người vốn dĩ bất toàn, yếu đuối và mỏng giòn. Cái bản tính đó làm cho chúng ta vấp lên ngã xuống rất nhiều lần trong đường đời, trong cái hành trình đức tin của chúng ta. Tuy nhiên, ơn Chúa đủ
cho chúng ta. Kính thưa quý cộng đoàn, ơn Chúa đủ cho chúng ta. Ơn Chúa còn dồi dào cho chúng ta khi chúng ta biết trở về với Chúa, khi chúng ta biết thay đổi con tim của chúng ta. Đó cũng chính là những tâm tình chính của nhạc phẩm Xin đổi thay trái tim con của nhạc sĩ Lê Đức Hùng. Kính mời chúng ta cùng lắng và thưởng thức nhạc phẩm này. Thank you.
cảm ơn ca đoàn Cecilia và ca đoàn Vinh Sơn Liêm trong nhạc phẩm Xin đổi thay trái tim con, sáng tác của Lê Đức Hùng. Kính thưa quý cha, thưa quý cộng đoàn, Chúa âm thầm, nhưng Chúa lại là người đồng hành với chúng ta mỗi ngày. Chúa đã ở bên cạnh, xót chia bao nỗi vui buồn không tên. Vậy mà có lúc chúng ta cứ nghĩ rằng nỗi đau ấy chúng ta tự mình gánh chịu. Bởi Ngài ơi, con nhận ra đã nhiều lần con từng ngước nhìn lên thánh giá, chia sẻ, than thở với Chúa trong những sóng gió cuộc đời. Vì sao, Chúa hỡi, Ngài lại bỏ mặc con vậy sao? Hãy lặng để nghe Chúa trả lời bằng chính ngôn ngữ yêu thương của người. Ngài luôn ở bên.
Xin cảm ơn cha Phạm Lợi, cha Vũ Minh và cha Phạm Thế Hùng đã gửi đến chúng ta bài thánh ca Lặng sáng tác của Trần Tuấn. Và bài hát này cũng là chủ đề của đêm thánh ca Lặng suy niệm mùa chay của chúng ta đêm nay. Xin trân trọng cảm ơn các cha. Và bây giờ con kính mời cha Phạm Lợi gửi đến chúng ta những ý tưởng về bài thánh ca tiếp theo. Cộng đoàn thân mến, Chúa là nhà, là nơi chúng ta trở về. Chúa khát mong chúng ta trở về cùng với Ngài. Chúa luôn ở đó, đợi chờ chúng ta về với Ngài, bất chấp mọi hoàn cảnh của chúng ta, dù là lúc đau ốm bệnh tật, hay là lúc mạnh khỏe yêu đời, dù là lúc thất bại sa ngã, hay là lúc thành công vững vàng, dù là lúc đau khổ bất an, hay là lúc hạnh phúc bình an. Thánh Agostino đã từng nói, Chúa đã dựng nên chúng con cho Chúa, nhưng tim của chúng con khắc khoải cho tới khi chúng con nghỉ ngơi trong Chúa. Thật vậy, một con tim khắc khoải, một con tim đang còn khắc khoải là một con tim đang còn khát mong Chúa. Đây cũng chính là những cái tấm tình chủ đạo của ca khúc Trái tim khát mong. Thì đây chúng ta cùng tiếp tục làm để thưởng thức nhạc phẩm này. Chẳng thế mãi tranh đua, giảm hẹn được thua, chẳng về đâu nữa.
chúng con ngày bao năm gian khổ. Ngài ơi xin hãy cho con hòa chung nhịp tim của Ngài. Nguyện xin Chúa hãy bên con cho nhé. Trái tim này nguyện yêu Chúa thôi. Dù có những phút lỗi nhịp, Ngài vẫn thứ tha. Dù có những phút lỗi nhịp, Ngài vẫn thứ Ngân và ca sĩ Minh Tú trong bài thánh ca ca ngợi Thiên Chúa, nhạc phẩm Trái tim khát mong, sáng tác của Sơ Tigon. Và liên tục chương trình, con trân trọng kính mời cha Vũ Minh lên chia sẻ bài hát tiếp theo. Trân trọng kính mời cha. Đêm nay chúng ta nợ Sơ Tigon một lời cảm ơn, bởi vì Sơ không ở đây, nhưng tâm tình của Sơ thực sự đã giúp chúng ta đi sâu hơn vào trong việc xét mình vào trong việc sám hối. Và Sơ Tigon có một câu rất là hay: vì sao Chúa hỡi, Ngài vẫn ôm ấp con khi mà con là kẻ tội lỗi tư bề, con xa đi ngã lại. Trả lời cho câu hỏi này, con xin kể cộng đoàn một cái câu chuyện rất ngắn. Ở tại một giáo xứ nọ có một em nhỏ rất là đạo đức, khoảng 90 tuổi gì đó. Em này thường được gặp Chúa trong giấc mơ, được trò chuyện với Chúa trong giấc mơ. Rồi mọi người kể đồn thổi về chuyện đó, và cuối cùng cha xứ cũng tò mò. Một buổi sáng nọ sau thánh lễ sáng, cha xứ gọi em nhỏ đến với con. Và cha hỏi có phải là Chúa hay hiện ra với con trong giấc mơ và trò chuyện với con không? Bảo dạ đúng. Cha xứ hỏi bây giờ cha nhờ có một việc đấy không? Bảo cha cứ nói. Vậy thì đêm nay nếu như Chúa hiện ra với con trong giấc mơ và nói chuyện với con á, thì nhờ con hỏi Chúa xem thử Chúa có biết cha phạm tội gì không? Không biết là cha xứ muốn trêu em bé hay là cha xứ có cái chuyện gì đó ẩn khúc. Sáng hôm sau vừa lễ xong ấy, cha xứ không cởi áo lễ luôn, chạy ngay xuống nhà thờ chặn cái em bé lại. Con, đêm qua Chúa có hiện ra với con trong giấc mơ? Bảo thưa cha có. Thế con có hỏi Chúa câu hỏi hôm qua cha nhờ con? Bảo thưa cha có. Rồi Chúa trả lời sao? Bảo Chúa bảo Chúa quên cha phạm tội gì mất rồi, Chúa không nhớ cha đã phạm tội gì. Kính thưa quý cộng đoàn, kính thưa cả đoàn, ở nơi Thiên Chúa, Ngài chỉ có tình thương. Ngài không nhớ những cái lỗi lầm của chúng ta phạm. Ngài chỉ có nhớ một điều là cái vẻ tinh nguyên của cái buổi ban đầu khi Ngài tạo dựng chúng ta. Và Ngài chỉ có khao khát duy nhất một điều, đó là đưa chúng ta trở về với cái vẻ tinh khôi nguyên tuyển ấy. Và đêm nay, sau giờ diễn nguyện này, Ngài cho chúng ta cơ hội đó, đó là chúng ta về bên tòa giải tội. Ở nơi đó, Ngài chỉ có ôm ấp, chữa lành và phục hồi chúng ta trở về với sự tinh nguyên ban đầu. Và tâm tình đó, xin mọi người chúng ta lại tiếp tục làm với Sơ Tigon và qua đàn, qua nhạc phẩm, bước chân tiếp về. Cho dù tôi đó như son.
Cecilia trong bài hát Bước chân con tìm về, sáng tác của Sơ Tigon. Và bây giờ con trân trọng kính mời cha Phạm Thế Hùng lên chia sẻ cho tất cả cộng đoàn chúng ta hiểu về bài hát, bài thánh ca tiếp theo. Xin kính mời cha. Là người Công giáo Việt Nam, ai trong chúng ta lại không biết đến mẹ, mẹ Maria. Mẹ là mẹ Thiên Chúa và mẹ cũng là mẹ của tất cả chúng ta. Chúng ta đã đi qua bao cung bậc thăng trầm của những bài hát làm dấu, sám hối, đổi thay, khao khát Chúa lành và biết rằng Chúa vẫn yêu thương chúng ta. Giờ đây khi chúng ta đến với nhạc phẩm kế tiếp, đó là bài hát Lạy Mẹ Yêu Dấu, một sáng tác của nhạc sĩ Huy Thiên. Chúng ta muốn qua mẹ, giúp chúng ta giống như mẹ, được thánh thiện, được sẵn sàng dấn thân như mẹ, đã đồng hành với con mẹ trải qua bao thương đau của Chúa Giêsu. Để rồi qua bài hát này, chúng ta có được bàn tay của mẹ hướng dẫn, ủi an, và không chỉ cho chính bản thân chúng ta. Bởi vì nếu chúng ta chỉ nhận được ơn Chúa cho chính chúng ta thôi, thì chúng ta vẫn chưa hoàn thành được sứ mệnh là một người Kitô hữu. Mà chúng ta hãy ra hơn nữa, xa hơn nữa, đó là đến với tha nhân, đến với những người khác. Xin mẹ giúp cho chúng ta thay đổi, dấn thân, bước theo Chúa Giêsu, để rồi chúng ta ra đi cầu bình an cho thế giới, cầu cho thế giới này được hướng dẫn đến với Chúa Giêsu Kitô yêu thương. Và giờ đây con cũng mời mấy cha lên chưa vậy? Cùng với cha đoàn. Thank you.
Sống lại với Ngài trong vinh quang. Kế đến, con muốn giới thiệu với mọi người, và cũng là một dịp để cảm ơn đến với các nhạc công làm cho các đoàn của chúng ta hát thật hay. Một người thân yêu của chúng ta đó là anh Toàn. Kế đến là bé Huy. Kế đến đó là anh Bảo. Và người mà chúng ta ít nhìn thấy nhưng rất là tài năng và chúng ta mong muốn được gặp gỡ anh nhiều hơn, đó là anh Thuận. Để rồi cộng đoàn của chúng ta thêm ấm cúng, không phải chỉ trong tiếng hát và những lời ca, mà còn là sự tình người đối đãi, và đặc biệt với chứng nhân tin mừng của Chúa trong đời sống hàng ngày của chúng ta.
Vì đây đêm thánh ca của chúng ta đã kết thúc, con bắt cóc mấy cha bỏ giỏ, mời mấy cha ở lại giúp cộng đoàn chúng con nghe xin tội để mang bí tích hòa giải đến.